sao giờ ai đi, giờ ai đi, đụ má giờ ai đi hả, bây giờ ai đi, giờ ai đi, đụ mẹ vậy sao con cặc, đụ má mấy này thì giết thù từng thằng hết, tao giết chỉ ti chi tao giết từng thằng Aclon nó hết, đụ mẹ xong rồi, xong rồi sao con cặc nè, đủ má mày sao con cặc nè, à sao con cặc nè, một thằng nè, một thằng sao con cặc nè, à sao nè, sao sao con cặc nè, má bãi hôm nay quýnh lộn rồi đó anh em thấy không, mới nhỏ nhỏ là có máu quýnh lộn rồi, bởi anh em chơi một mình anh em khó chơi lắm. Một thằng nè, mày sao con cặc cái tao nè, tay hả tay, vô tay vô tay vô tay vô 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 tay vô tay vô tay nè nè, lên đường nè, lên đường nè, lên đường nè, một đứa nè anh em thấy chưa, từ 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 từ, tụ má giờ giờ thằng nào, thằng nào đi má con bãi này quýnh dữ vậy, giờ thằng nào đi, đồ má giờ thằng nào đi, má giờ có cái bãi này không mà thấy không ổn định rồi đó, con cặc lo cái mất chạy vậy, lo mày chửi con cặc ai vậy, chỉ cho tí tao hả, rồi mày có quýnh phụ tao được không, đụ mẹ kêu chỉ cho tí mày, ôi đụ má rồi xong đĩ mẹ rồi đụ má rồi xong tao luôn rồi, xong tao luôn rồi, đủ má nó chuyển một ti nó xong tao luôn, trời ơi đủ mẹ nó thì còn con cặc gì nữa đâu mà khóc với sầu bay mất cái gì luôn, đủ má thì hên quá chưa âm 100%, đủ mẹ nó xong luôn rồi, danh yêu ân hạnh quảng cáo server cũ xưa đúng rồi anh em à, đủ má xong luôn, còn con cặc gì nữa đâu mà khóc với sầu, nhưng mà không sao còn chơi được, còn chơi được. Alo. Anh nghe, anh nghe, anh mới gọi là lên đường em ơi, em lên đường rồi, thấy xe à, đủ má mới quýnh lên nổ VK 10 luôn rồi, nó lò quýnh mạnh hơn anh rồi ơi, nó lò nó có trên top 10 không ta, em 14 rồi, chứ con cặc đủ mẹ 14 làm cái gì, đại ca sao vậy, đại ca vậy sao em dám theo anh, đủ mẹ trời ơi trời, bãi vào này khó kiếm lắm em ơi, đủ má nó quýnh anh quá, anh đi giành bãi mà đủ mẹ không được rồi. Ê đọc đi đi, đủ má cho này 5 ngày chơi nè, trời ơi xong rồi không được rồi em ơi, đủ má nó quýnh anh lên đường rồi em ơi, không còn 14, bây giờ mày 16 nó cũng quên chết à. Alo. Tao, tủ mẹ mày lô lô con cặc sao? Hát 1 năm giờ chơi cho người ta đi bị nó cắt cổ gà. Thì đang kêu nó đưa ID nè, đủ má đọc ID. Cộng 1 năm ngày chơi. Má nó không ổn rồi Tài ơi, giờ sao Tài? Giờ chịu là chịu làm sao? Tụ mẹ mày nó quýnh anh bẹt 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 ngửa nè. Mày được nhiêu rồi, mày gấp nhiêu rồi? Em gấp 14 mà dữ lắm á. Ừ đủ má, mày mới có 14 mà mày kêu đi chơi. Thiệt mà. Đủ mẹ nó thiệt, đúng cuộc đời thiệt anh em à. Một năm ngày chơi, một năm ngày chơi chứ không phải là còn con cặc gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tổ Văn Dư hay tổ á, tên ghê á, nghe tên Dư Dư rồi đâu phải rồi. Mà để biết là thịt dư hay là cái gì đây,
mà mấy cái thịt dư đủ má dễ đi ra lắm á.